Thưa quý vị, nhằm cụ thể hóa đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 và đề án nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022-2030 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian qua, các cấp đoàn hội đội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với ngành giáo dục đào tạo triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp giúp nâng cao kiến thức, khả năng sử dụng ngoại ngữ, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho đội viên, thiếu niên trong tỉnh. Đây cũng là cơ hội để thanh thiếu nhi Bà Rịa Vũng Tàu sẵn sàng hội nhập, vươn ra thế giới. Ghi nhận về các hoạt động sân chơi bổ ích giúp nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh thiếu niên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ chuyển tải trong tiêu điểm 60 cộng trưa nay. Duy trì tổ chức nhiều năm nay, cuộc thi Olympic tiếng Anh do tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức là một trong những sân chơi giúp học sinh trên địa bàn tỉnh nâng cao kiến thức xã hội, khả năng thực hành, giao tiếp bằng tiếng Anh. Ở lần thi mới đây nhất, tổ chức vào cuối năm 2023, cuộc thi thu hút gần 7.000 thí sinh ở tất cả các cấp học, kể cả sinh viên đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh tham gia. Con biết được nhiều điều mới, con rất vui khi được tham gia, và con biết được những bạn bè và các anh chị. Thực hiện chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022-2030, hiện 100% tổ chức đoàn hội đội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đều tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về học tập, rèn luyện ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi qua các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm tiếng Anh. Mỗi năm các sân chơi thu hút hơn 2.500 lượt thanh thiếu niên tham gia. Phối hợp với phòng giáo dục và phối hợp các liên đội của các trường trung học cơ sở trên địa bàn thì cử những các em có đam mê tiếng Anh, có sở thích và học tiếng Anh và cũng như là thích hoạt động trải nghiệm ngoài trời và trau dồi khả năng tiếng Anh giúp em nâng cao tinh thần của các em cũng như là nâng cao tư duy của các em trong việc vui chơi cũng như là vận dụng tiếng Anh vào đời sống xã hội. Mỗi trường học còn thành lập và duy trì ít nhất một câu lạc bộ ngoại ngữ. Dạ, con nghĩ điều thú vị nhất ở đây là 100% cái trại này dùng tiếng Anh. Vì nó sẽ giống như là vừa học tiếng Anh trong lúc đang vừa chơi. Nói tóm tắt nôm na là vừa học vừa chơi luôn. Ban giám hiệu tỉnh đoàn cũng đã phối hợp với sở giáo dục ký kết về cái công tác là nâng cao tiếng Anh cũng như tạo cái sân chơi. Qua đó thì tỉnh đoàn hàng năm cũng sẽ phối hợp với lại các đơn vị giống như là trung tâm Anh ngữ để tạo cái sân chơi cũng như là giúp về đầu tư về cái trình độ chuyên môn cho các em thiếu nhi. Qua đó thì sắp tới thì dự kiến thì tỉnh đoàn cũng sẽ phối hợp với lại cái câu lạc bộ tình nguyện ở quốc tế để kêu gọi những tình nguyện viên của Việt Nam ở nước ngoài về hỗ trợ cho thanh thiếu nhi ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chúng ta nâng cao trình độ tiếng Anh trong thời gian sắp tới. Không chỉ có tiếng Anh, tại các trường học, nhất là các trường trung học phổ thông, còn thành lập những câu lạc bộ tiếng nước ngoài theo nhu cầu thực tế. Điển hình như câu lạc bộ ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản của học sinh trường trung học phổ thông Bà Rịa tại thành phố Bà Rịa, thành lập từ đầu năm học 2023-2024. Sinh hoạt định kỳ vào ngày Chủ nhật hàng tuần, ngoài rèn luyện khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật, thành viên câu lạc bộ còn được tìm hiểu về đất nước, con người, văn hóa truyền thống xứ sở Phù Tang thông qua ban chủ nhiệm, cố vấn câu lạc bộ hoặc từ những du học sinh ở Nhật, các trung tâm Nhật ngữ. Đối với Nhật Bản thì là hàng tháng hoặc là mỗi tháng thì sẽ có những cái lễ hội khác nhau, nên là chúng em cũng tìm hiểu về những cái lễ hội. Chúng em sẽ đưa ra kế hoạch thật là phù hợp và lựa chọn thời gian cũng như là địa điểm phù hợp để mình có thể tiến hành cái sự kiện đó. Lên ý tưởng cùng các bạn để cho có những cái buổi sinh hoạt theo định kỳ nó có những cái ý tưởng sáng tạo hơn, và cộng thêm ngoài ra thì em cũng tìm kiếm những cái vật dụng của Nhật Bản một cách nó tốt nhất và gọi là thiết thực nhất cho các bạn. Thú vị, thiết thực, hấp dẫn, nên số lượng thành viên của câu lạc bộ ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản không ngừng tăng lên với hơn 200 thành viên là học sinh tại trường trung học phổ thông Bà Rịa. Tham gia câu lạc bộ thì có rất là nhiều hoạt động để trải nghiệm như là mặc kimono, rồi pha trà, rồi làm bánh, rồi nhiều cái lễ hội khác nữa. Nên là em muốn tham gia để có thể tham gia những cái hoạt động đó để mà biết thêm về văn hóa của những bạn ở bên Nhật.
Khi tham gia được câu lạc bộ này thì em cảm thấy em năng động hơn nhiều so với trước đây. Em được gặp nhiều bạn hơn, được trải nghiệm được nhiều, làm nhiều thứ hơn cho câu lạc bộ. Được đi khám phá, rồi được làm những đồ thủ công, mỹ nghệ. Em thấy rất là thích, rất là vui. Cái câu lạc bộ hoạt động khá hiệu quả, giúp các em hiểu hơn về văn hóa Nhật Bản, cũng như là thêm một chút hứng thú với ngôn ngữ tiếng Nhật. Thì từ đó các em có thể là hứng thú hơn trong việc học hành tiếng Nhật. Và bên cạnh đó thì rèn luyện khá nhiều phần kỹ năng mềm cho các bạn ấy. Các bạn ấy có thể trao đổi với nhau được, có thể học tập lẫn nhau và các kỹ năng, ví dụ như là làm việc nhóm, rồi trao đổi với nhau, rồi cách lập các cái kế hoạch công việc. Mô hình câu lạc bộ tiếng Nhật nói riêng và các câu lạc bộ ngoại ngữ nói chung đang ngày càng lan tỏa nhân rộng tại nhiều trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, qua đó tạo thêm môi trường giao lưu học tập ngoại ngữ để học sinh, thanh thiếu niên Bà Rịa Vũng Tàu sẵn sàng hội nhập quốc tế.